Rồi, mến chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chương 3 của cái cuốn sách Hands-on Machine Learning với Scikit-learn, Keras và TensorFlow. Thì ở trong chương 1, tác giả có đề cập đến một trong những hoặc là một số những cái gọi là những cái nhiệm vụ mà phổ biến của supervised learning là bài toán regression và classification. Trong đó regression là mình dự đoán một cái giá trị mang cái tính chất là liên tục, còn classification là mình dự đoán cái class, dự đoán ra cái thể loại, cái category. Và ở trong cái chương 2 đó mình đã gọi là khám phá cái bài toán regression rồi. Trong đó là mình xây dựng một cái mô hình hoặc là mình thử nhiều mô hình để mình giúp giải quyết cái bài toán là dự đoán cái giá trị của các cái căn nhà sử dụng nhiều cái thuật toán khác nhau, như là linear regression hay là decision tree hay là random forest. Và những cái chương sau đó là mình sẽ đi kỹ hơn về những cái model này. Thì các bạn còn nhớ là hồi chương 2 đó là mình dùng cái bộ dữ liệu là California Housing Price, tức là giá trị bất động sản của những cái location, những cái district ở cái bang California để mình xây dựng một model giúp dự đoán ra được là một cái district mới với những đặc điểm như vậy, cư dân ở đó làm sao, thu nhập trung bình sao, để giúp dự đoán ra cái giá trung bình ở cái vùng đó là bao nhiêu. Thì trong cái bài toán đó mình dự đoán giá của cái căn nhà, mà giá trung bình của căn nhà ở trong vùng, thì giá nhà là một cái giá trị nó continuous, đúng không? Nó liên tục. Thì hôm nay mình qua một cái bài toán classification để deal với cái vấn đề mình muốn dự đoán ra cái thể loại, cái class của dữ liệu, hay nói gọn là bài toán phân loại. Vậy đầu tiên là mình làm quen với cái bộ dữ liệu là MNIST. Thì trong chương này mình sẽ dùng cái bộ dữ liệu là MNIST Dataset. Thì cái bộ dữ liệu này đó, nó có 70.000 cái hình nhỏ. Mà mấy cái hình này là những cái ký tự viết tay, nó đúng hơn là những cái chữ số viết tay, được thực hiện bởi những cái học sinh trung học cũng như là những cái nhân viên của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Thì mỗi một cái hình đó, nó sẽ được gắn nhãn với cái con số mà nó thể hiện. Ví dụ như cái hình đó là số 7 viết tay, thì nó sẽ được gắn cái nhãn là số 7. Và cái bộ dữ liệu này đó, nó được gọi là nghiên cứu quá thường xuyên đến nỗi nó còn được gọi là cái bài toán Hello World. Mình tạm hiểu nó là cái bài toán giống như nhập môn của lĩnh vực học máy vậy đó. Giống như khi các bạn học một cái ngôn ngữ lập trình nào đó, thì đầu tiên các bạn cũng dùng một cái dòng lệnh để in ra cái chữ Hello World để cho nó chạy được cái dòng lệnh đầu tiên đó. Thì cái bộ MNIST Dataset là một cái bộ dữ liệu cái kiểu như vậy á, mang tính chất như vậy đối với lĩnh vực Machine Learning. Cho nên là bất cứ khi nào mà người ta gọi là nghĩ ra hoặc là nghiên cứu ra một cái thuật toán trong cái lĩnh vực Classification mới đó, thì người ta cũng sẽ muốn thử nó với cái bộ dữ liệu MNIST trước, xem được là nó tốt hay là nó tệ như thế nào trên cái bộ dữ liệu này. Và bất cứ ai mà học về Machine Learning á, thì sẽ đều sớm hay muộn gì cũng đụng cái bộ dữ liệu MNIST thôi. Và trong một cái video bố già AI Jeff Hinton đó, một cái nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo rất nổi tiếng, nó nói rằng cái bộ dữ liệu MNIST nó giống như là con ruồi giấm ở trong lĩnh vực sinh học. Tức là bất cứ khi người ta nghiên cứu cái gì, người ta cũng sẽ lấy, người ta cũng lôi cái ruồi giấm ra để người ta nghiên cứu, người ta kiểm tra. Thì cái MNIST dataset nó cũng giống vậy đối với lĩnh vực Machine Learning. Vậy thì Scikit-learn nó cung cấp nhiều cái helper function, những cái function tiện ích giúp mình có thể download những cái bộ dữ liệu mà nổi tiếng hoặc là thông dụng. Thì tất nhiên trong đó sẽ có MNIST. Mình chỉ cần đơn giản là import cái fat open ml và mình gọi nó, bỏ nó vào, tức là bỏ vào nó cái tên của bộ dữ liệu là MNIST 784, và một số cái argument cần thiết là mình sẽ có ngay cái bộ dữ liệu. Vậy thì cái packet scikit-learn dataset đó, mà các bạn nhớ là cũng hồi chương 2 mình dùng cái này để mình load cái bộ dữ liệu California Housing đó, thì nó có chứa ba cái loại function chính. Một cái là fat, ví dụ như là fat open ml, thì cái này nó giúp download những cái bộ dữ liệu gọi là real life dataset về. Rồi một cái loại nữa là function load, thì function này nó gọi là nó tải về những cái bộ dữ liệu tạm gọi là đồ chơi, đúng không? Mà cái này á, là tích hợp ở trong scikit-learn. Mục đích đó là để mình không cần phải download những cái bộ dữ liệu kiểu này từ trên internet về. Fat là download cái bộ dữ liệu thật, real life dataset. MNIST là chữ viết tay thật chứ không phải đồ chơi, đúng không? Hay là California Housing Price dataset cũng là real life dataset. Còn nó sẽ có những cái bộ dữ liệu đồ chơi nữa, mình có thể mình sẽ khám phá sau. Và cái loại function thứ ba là make, thì cái này nó giúp tạo ra những cái fake dataset, những bộ dữ liệu giả. Thì mình cũng hiểu nó giống như cũng là dữ liệu đồ chơi luôn, nhưng có thể là nó có một cái dạng hơi khác chút xíu. Thì cái này thường dùng để test, để kiểm tra. Vậy thì cái bộ dữ liệu á, mà lấy về đó hay được generate đó, thường là sẽ có
là cái dạng là cái tuple XE, đúng không? X là feature value, những cái đặc điểm, những cái đặc tính của training sample, và Y hay là mình ở đây mình đôi khi mình sẽ đọc là Y thì các bạn thông cảm, thì nó là cái label, nó là cái target value, ví dụ như giá của những ngôi nhà hay là cái loại của cái sample đó trong cái bài toán gọi là classification. Và cả hai á, nó đều ở cái định dạng là NumPy array. Một số dataset nó sẽ được trả về là dưới dạng của cái scikit-learn utility bunch object, là một cái loại object đặc biệt, vốn là nó là những cái dictionary mà những cái entry của nó mình có thể tiếp cận bằng cái attribute, và thường nó sẽ có những cái entry như là cái này viết tắt của description, cho mình biết được cái bộ dữ liệu này nó nói về cái gì hay là nó là cái gì. Rồi về data thì trong đây đương nhiên nó sẽ chứa cái 2D NumPy array, và cái target thì cái này là 1D NumPy array, thì cái data này nó tương đương với cái X, hay là target tương đương với cái Y đó. Rồi nó tóm lại là có thể một số cái bộ dữ liệu nó trả về dưới dạng là một cái tuple X, Y, nhưng mà đôi khi nó cũng có cái dạng là một cái object thuộc cái loại này. Và trong đó thì nó có ba cái, tạm gọi là ba cái trường, ba cái field, đúng không? Là description và data và target. Đó thì mình biết vậy, đến khi nào mình gặp nó thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Rồi mới quay lại cái function fat open ml. Thì cái function này á, nó hơi gọi là khác thường chút xíu, hơi khác người chút xíu. Bởi vì mặc định á, thì nó sẽ trả về cho mình là cái dạng panda data frame, là đối với thằng X đó. Còn cái label á, thì nó sẽ trả về dưới dạng là một cái panda series. Bạn nào mà không hiểu á, thì Panda Data Frame nó giống như một cái bảng Excel hoặc là như một cái ma trận vậy đó. Còn cái Panda Series giống như một cái cột thôi. Thì bởi vì là label thì chỉ có một thôi, mỗi một training sample là một label thôi, đúng không? Hoặc là một là target value thôi. Cho nên là cái label về cơ bản nó chỉ là một cột. Ví dụ như cái nhà thứ nhất giá bao nhiêu, cái nhà thứ hai giá bao nhiêu, thì mình chỉ cần một cái cột thôi. Nó là cái Panda Series. Còn dữ liệu huấn luyện nó thì nó có nhiều feature, nó phải là một cái bảng. Ví dụ cái nhà thứ nhất thì có bao nhiêu đặc điểm, diện tích bao nhiêu, số phòng bao nhiêu, nó thành ra một cái bảng, thành một cái ma trận. Bởi vì nó có nhiều cái training sample, và mỗi một cái training sample thì có nhiều cái cột thể hiện rằng là cái giá trị của cái feature tương ứng. Vậy thì ở đây nói là bình thường thì fat open ML thì nó trả về cái kiểu đó, nhưng mà với bộ dữ liệu MNIST dataset đó, thì bởi vì nó là hình ảnh nên cái X của nó, mỗi một cái training sample là một cái hình, do đó là data frame nó không có phù hợp lắm cho cái chuyện này. Thành thử ra khi mà mình load bộ dữ liệu này về đó, thì mình nên set cái argument as frame là thành false, để mà mình có cái dữ liệu dưới dạng là NumPy array. Rồi, cho nên là mình để hiểu cái này thì mình xem thử là khi mình in cái XE, tức là mình in cái MNIST data và MNIST target ra nè. Data là chứa ở trên nè, là chứa cái 2D NumPy array của cái input data. Còn MNIST target là cái vừa ta mới nói nè, label. Thì mình thấy cái X đó, mỗi một hàng của nó là một cái training sample, là một cái hình đó. Thì mình thấy nó là cái vector. Nhìn á thì thấy sao mà không không vậy? Đúng không? Rồi cái hàng thứ hai cũng không không. Không phải, mình nên hiểu cái hình này á, là cái hình trắng đen, cái bộ MNIST dataset là hình trắng đen. Và vì nó là hình trắng đen, cho nên các bạn biết là khi mà vào máy tính á, nó thể hiện bằng thay vì 3 lớp hay là 3 channel như là cái hình màu đỏ, xanh lá, xanh dương đúng không? Thì mỗi một cái pixel nó là 3 con số. Thành thử ra nguyên cái hình á, nó giống như là một cái ma trận nhưng có 3 lớp vậy đó. Nhưng mà cái hình ở đây á, là hình trắng đen mà đồng thời nó là mấy cái chữ số viết tay nữa. Thì tí nữa bạn sẽ thấy là khi in thử cái hình ra mình sẽ thấy. Đó là nó ví dụ như số 1 thì màu đen thôi. Còn cái nền á, thì màu trắng. Cho nên mình chỉ nhìn thấy mấy con số 0 ở đây á, là mấy con số 0 ở cái background á, cái nền màu trắng. Nhưng mà ví dụ như mình vô giữa thì nó đụng chỗ cái nét màu, cái nét của cái chữ số đó, thì mình sẽ thấy mấy cái chỗ đó là nó có cái số khác. Số lớn hơn thì nó là cái chỗ đó là có cái nét chữ. Còn ở đây mình chỉ nhìn thấy phần lớn là mấy con số ở ngoài rìa nè, tức là mấy cái ở vùng bên ngoài, cho nên là nó là cái background màu trắng, như là mình thấy nó toàn số 0 không, nhưng không phải là nó là chỉ số 0 không nha bạn. Rồi mình in cái shape của nó ra thì mình thấy nó có 70.000 hàng, đúng không? Tương ứng với 70.000 cái hình. Còn mỗi một hàng thì nó có 784 con số. Như vậy là sao? Tại vì mỗi một cái hình á, nó dài 32 nhân 32, tức là rộng 32, chiều dài 32, mà nó chỉ có một lớp thôi, như vừa mới nói. Nên 32 nhân 32 là 784. Thì cái vector này chính là cái vector mà mình lấy từng vị trí của cái pixel đó. Ví dụ như cái hình là cái ô vuông đúng không? Một cái ma trận vuông, 32 hàng, 32 cột.
Vậy thì cái vị trí đầu tiên á là số bao nhiêu? Vị trí thứ hai, tức là đi từ thì hàng ngang trước, vị thứ hai là số bao nhiêu? Thứ ba là số bao nhiêu? Đi hết 32 cái hàng, 32 con số của hàng đầu tiên thì xuống dưới cái vị trí đầu tiên của cái hàng thứ hai. Rồi cứ tiếp tục lấy mấy con số đó ra thì cuối cùng mình có được một vector, một dãy 784 con số để đại diện cho cái hình đó. Rồi cái y thì ví dụ như cái số 5 ở đầu tiên nè thì chính là nó đang thể hiện cái training sample đầu tiên của cái bộ dữ liệu này là số 5. Cái thứ hai á là 0, chính là thể hiện cái training sample này là số 0. Nhưng mà ở đây là mình phải chú ý rằng ở đây nó một cái sự trùng hợp thôi. Chẳng qua là mình đang deal với một cái bài toán cái bộ dữ liệu MNIST là nó có 10 loại, đúng không? Là 10 cái loại ký tự viết tay là từ 0 đến 9, và trong đó đó thì những cái hình mà số 0 đó thì người ta sẽ gán cái label của nó là 0. Hình số 1 người ta sẽ gán label của nó là 1. Nhưng mà không phải là vì cái nội dung của số 0 mà người ta gán label của nó là 0. Thôi không phải là vì cái nội dung của nó là số 1 để người ta gán label của nó là 1. Không phải vậy. Mà là ví dụ như một cái bài toán khác, mình muốn huấn luyện một cái model phân biệt ra 10 cái loại con vật đi. Chó, mèo, gà, vịt gì đó. Vậy thì đối với mấy cái hình mèo á, mình có thể đánh cái label của nó là 0. Chó đánh label của nó là 1. Để rồi cái bộ dữ liệu á, XY á, thì Y cũng là 0, 1, 2, 3. Và khi model nó dự đoán ra cái hình đó, nó ra được là số 0 á, thì mình sẽ dịch nó ngược ra lại. À, vậy model dự đoán cái hình này là hình con mèo. Rồi model dự đoán cái hình kia là số 1. Thì mình dịch nó đó là, nó dự đoán cái hình đó là con chó. Vậy muốn nói cái label á, cái target value cái Y đó, là nó là cái index của cái loại ở trong tổng số loại. Và chẳng qua đây mình đang gặp bài toán MNIST thì nó vô hình tình ở trùng hợp là cái loại thứ nhất á, thì nó là số 0, là mấy cái hình số 0. Cái loại thứ nhất thì gắn với cái index là bằng 0, mình biết rồi, bởi vì trong code thì số đếm của nó bắt đầu từ 0. Rồi cái loại thứ hai á là cái index bằng 1 đó, thì nó vô tình nó đúng là mấy cái hình số 1. Và mình thấy cái y này nó là một d array. Thì cái này mình đã biết bữa trước rồi, đúng không? Trong Python, ở trong NumPy nó có 2D array và 1D array. 2D array thì nó hai số, 1D array thì nó một số rồi nó phẩy rồi nó đóng mặt vậy đó. Nhìn nó hơi kỳ cục. Nhưng mình hiểu nó giống như một cái vector vậy đó. Còn 2D array thì giống như một cái ma trận. Như vậy thì có 70.000 cái hình này, như mình mới nói ha, mỗi một cái hình thì có 784 feature. À đây nói thêm thì đối với hình đó thì mỗi một cái pixel đó mình coi như một cái feature. Giống như bữa trước mình làm việc với bài toán dự đoán bất động sản, xin lỗi các bạn, dự đoán giá trị của bất động sản trung bình trong vùng đó, thì mỗi một cái district đó, nó có các cái feature. Và cái feature thứ nhất là mật độ dân số, phải không? Hay là cái feature thứ hai là cái thu nhập bình quân của cái người dân ở trong vùng đó. Thì về cơ bản thông tin của đầu vào đó, được gọi là feature. Vậy đây mình đang giải quyết một cái bài toán thì cái thông tin đầu vào là hình ảnh. Thì hình ảnh khi chuyển đổi nó ra thành những con số đại diện cho cái hình đó, tức là những cái giá trị tại mỗi pixel, thì mỗi giá trị đó cũng được gọi là một feature. Và để rồi một cái hình 32x32 có một lớp, có một channel, thì nó sẽ được đại diện bởi một cái vector có 784 feature, 784 dimension đó. À, cái này mình xin lỗi các bạn, hồi nãy giờ nói tưởng cái hình 32x32 không phải, cái hình MNIST là 28x28, nhầm một chút xíu. Tại cái hình 32 á là một cái bộ dữ liệu khác có tên là C4 10. Thì trước sau gì các bạn cũng sẽ gặp cái bộ dữ liệu này. Thì trong cái bộ dữ liệu đó thì nó có 10 loại và hình màu. Và các cái loại của nó là con chó, con mèo, máy bay, xe hơi, tàu thủy gì đó. Thì mỗi cái hình nó có kích thước 32x32 và là hình màu trên có 3 lớp. Còn mình hơi nhầm chút xíu. Cái hình MNIST đó thì nó kích thước 28x28. Cho nên 784 là 28x28 chứ không phải là 32x32. Nhưng mà dù 28 hay là 32 thì mỗi một cái pixel nó cũng là được thể hiện bởi những con số. Nếu mà hình màu thì có 3 số, còn nếu mà hình trắng đen thì chỉ 1 số thôi. Và nó thể hiện cái pixel intensity. Nó sẽ mang giá trị từ 0 đến 255. Nếu bằng 0 thì khi in ra thấy màu trắng, 255 thì in ra thấy màu đen, đúng không? Do đó như nãy mình nói, cái mình vừa mới thấy ở đây là mấy con số ngoài biên, ngoài rìa đó. Cho nên là nó là thuộc về cái background, nó màu trắng. Phải vô giữa kìa, thì mình mới đụng vô cái nét vẽ, cái nét chữ. Thì lúc đó mình mới thấy có mấy con số mà nó khác không, nó lớn hơn. Chứ không phải là nhìn vô đây mình tưởng đâu cái ma trận này số 0, không phải. Rồi mình có thể, đây mình coi thử một cái hình nó như thế nào. Nhưng mà trước đó mình cần phải làm đó là mình phải reshape nó thành ra lại là 28x28. Tại hiện giờ cái mình đang có là 28x28 thành ra là 784. Một cái con số thành ra một dãy. Thì mình phải kiểu như
xếp nó lại thành ra cái dạng một cái ma trận hình vuông thì mình mới in ra được. Và khi đó mình sẽ dùng cái image show function của matplotlib và plotlib để mình in. Với cái argument cmap là binary. Để mình có thể map cái con số từ 0 đến 255 thành ra là cái màu sắc tương ứng. Đây mình xem người ta import cái matplotlib pilot. Rồi define cái function thế này. Thì trong đó nhận vô cái image data là một cái vector đúng không? Một cái 1D array. Thì dùng cái lệnh là reshape. Thành ra cái shape là 28x28. Tức là thành ra một cái 2D array. Rồi bỏ vô cái function image show để mà plot ra. Đôi khi cũng các bạn chưa hiểu cái vụ reshape này. Ví dụ như mình có cái hình, hoặc là mình có cái 1D array gì đi. 1, 2, 3, 4, 5. Hay là 1, 2, 3, 4 thôi. Đúng không? Thì cái này là 1D array. Có cái shape là như vậy. Bây giờ giả sử mình cũng gọi reshape. Mà mình bỏ vô là cái shape 2x2. Thì nó sẽ trở thành ra vậy nè. Là 1, 2, 3, 4. Đó. Lúc này nó là 2D array. Và cái shape của nó là 2x2. Rồi, mình coi thử. Thằng matplotlib nó giúp in ra cái hình giống vậy. Đúng chưa? Thì cái mình vừa mới bỏ vô là cái x0 là cái hình đầu tiên đó. Là cái vector này nè. Là cái vector này mà mình nói là sao thấy số 0 không phải. Có mấy số 1 rồi hay xin lỗi, mấy cái số khác không nằm giữa. Đó. Thì nó gắn tương ứng với cái label là số 5 nè. Đúng không? Thì cái hình này là hình số 5. Và mấy cái số 0 mà mình thấy ở đây nè. Hay là ở đây nè. Thì là mấy số này nè. Nó ví dụ như cái hình nó bắt đầu từ đây đi. Thì mấy con số 0 đó nó nằm đây nè. Mỗi một cái pixel. Mấy pixel đầu tiên đó. Đó, ba con số đầu tiên đó. Rồi. Hết cái hàng này. Là bao nhiêu? 28 con số như vậy. Rồi, mấy con số cuối cùng. Mấy số 0 ở đây nè. Thì người ta nói là nó nhìn có vẻ giống con số 5. Và thật sự nó chính là số 5. Bởi vì cái label nó cho mình biết. Để mà mình có thể cảm thấy được cái độ phức tạp của cái vấn đề classification đó. Thì cái hình 3.2 nó sẽ cho mình thấy một số những cái hình khác của bộ dữ liệu MNIST. Mình coi thử coi. Đây. Thế người ta nói là để mà mình có thể thấy được cái độ khó trong cái công việc mà model nó phải phân biệt được cái hình nào là số mấy đó. Thì mình nên nhìn thấy nhiều cái hình khác. Bởi vì cái chữ số đại khái nó không phải lúc nào cũng chuẩn chỉnh. Có những người viết rất là xấu. Hoặc là những nét vẽ, hoặc là những cái ký tự này á. Mỗi người ta ghi mỗi kiểu, đúng không? Cho nên dù là chỉ một cái bài toán mang tính chất rất đơn giản thôi, đơn giản trong lĩnh vực machine learning thôi hiện giờ, nhưng mà nếu không có machine learning á, mà bảo mình lập trình ra một cái phần mềm mà nó làm được cái chuyện phân biệt được cái chữ viết tay á, cũng là hơi mệt mỏi đó. Bởi vì mỗi một người ta viết một kiểu, dù nó chỉ là số 8 thôi hay là số 9 thôi, thì có muôn vàng cái kiểu viết. Mà cái này á, đôi khi nó nhìn nó còn đỡ đó. Có những cái chữ viết rất là xấu, nhưng mà dù xấu, mắt người nhìn vô vẫn thấy. Tức là mình là con người, mình nhìn vô mình vẫn phân biệt được là chữ gì. Vậy thể hiện rằng cái chuyện phân biệt được cái chữ viết đó, tuy là đơn giản với con người, nhưng mà là một vấn đề rất khó đối với máy tính nếu không có machine learning. Tại vì nó sẽ có những vấn đề mà có những cái số không biết nó là số mấy nữa. Nó có thể gần gần là số 7, nó cũng có thể gần gần là số 1. Ví dụ như cái này là số 1 hay số 7, đúng không? Nhưng mà hẳn khoan nè, người ta mới nói là mình luôn luôn nên tạo ra một cái bộ test set và bỏ nó qua một bên trước đã. Trước khi mình làm gì làm, là trước khi mình kiểm tra, mình xem xét, mình khám phá dữ liệu, giống như những cái phần, những cái bước trong một cái project mà mình nên theo đó, mà ở phần 2, ở chương 2 mình đã được học đó. Thì cái việc đầu tiên mình nên bỏ ra một cái bộ để kiểm tra, rồi mình bỏ qua bên trước đã. Vậy thì ở đây người ta cho biết đó là cái bộ MNIST dataset khi mà được fetch về bởi cái function fetch OpenML đó, thì nó đã được split thành ra training set là 60.000 cái hình đầu và test set là 10.000 cái hình cuối. Và mình chỉ việc là sao? Và là tách ra thành hai bộ thôi. Mình sẽ lấy 60.000 hình đầu, đúng không? Lấy theo kiểu này. Mở ngoặc vuông 2.60.000 thì có nghĩa là mình sẽ lấy từ cái item đầu tiên đến cái item có cái index là 59.999, tức là từ 0 đến 59.999 của cái x. Thì có nghĩa là 60.000 cái hình đầu đó. Rồi từ 60.000 trở đi, đúng không? 60.000 2 chấm mở ngoặc này. Đó là lấy 60.000 đến cái thằng cuối cùng. Thì bỏ vô cái X-test. Tương tự, cái label cũng vậy. Ở đây có một cái ghi chú nhỏ. Người ta cho biết là cái bộ dữ liệu mà được trả về bởi function fetch OpenML á, thì không phải lúc nào nó cũng được shuffle.
hay là split đâu. Nhưng mà trong trường hợp này á, cái bộ training set đã được shuffle rồi. Và điều này là tốt bởi vì nó sẽ đảm bảo rằng các cái cross-validation flow nó sẽ giống nhau. Bởi vì mình không muốn có một cái flow nào mà nó thiếu dữ liệu. Ý là thiếu một cái loại digit nào đó. Cái này có lẽ là hồi chương trước là mình cũng đã được nói về cái cross-validation rồi. Vậy thì mình nhắc lại chút xíu cho các bạn nào quên. Thì cross-validation là một cái technique giúp mình làm cái việc là hyperparameter tuning. Mình tạm hiểu vậy nè. Giả sử mình có 1.000 cái hình, đúng không? Mình có 1.000 cái hình, tức là bộ dữ liệu của mình không có đủ lớn, nó chỉ có 1.000 tấm thôi. Mình đang muốn huấn luyện một cái mô hình gì đó. Bây giờ mình muốn tách ra thành 100 cái để mình kiểm tra, rồi để riêng ra mình còn có 900 tấm để huấn luyện thôi. 900 tấm để huấn luyện đó thì mình lại còn phải thực hiện một cái việc là mình phải tách ra một ít để làm cái nhiệm vụ là validation set nữa. Và validation set là nhằm mục đích mình muốn tối ưu những cái giá trị hyperparameter, là những cái giá trị, là những cái loại parameter mà không phải model nó học, tức là không phải model nó sẽ tìm cách nó học ra những cái giá trị đó mà mình sẽ phải chọn. Và giả sử có 900 tấm hình, mình lại phải tách ra 100 cái để làm cái validation set. Thì nhiệm vụ validation set đó là giả sử mình cần thử xem một cái giá trị hyperparameter nào đó, ví dụ như là learning rate đi, thì mình chọn một cái, tức là mình chọn một giá trị, rồi mình training với model trên training set để ra được cái performance. Thì mình muốn so sánh những cái giá trị của hyperparameter là learning rate khác nhau đó. Thì mỗi lần mình set một cái giá trị mình training thì mình phải kiểm tra nó trên cái bộ validation set. Bởi vì cái bộ test set đó mình không muốn đụng vô mà. Nói chung mình muốn kiểm tra cái performance của model trên một cái bộ dữ liệu mà nó chưa được nhìn thấy trong quá trình huấn luyện. Nhưng mà mình lại không được đụng vô bộ test set. Vậy thì mình sẽ phải tách ra một bộ validation set. Mà bây giờ có 900 tấm hình nè. Tách ra một bộ validation set 100 tấm nữa thì còn có 800 tấm à. Thì kiểu như là cái bộ dữ liệu mình ít quá. Thành thử ra có một cái cách khác là cross validation. Thì đại ý là thay vì tách ra 100 tấm rồi training trên 800 tấm để kiểm tra trên 100 tấm này thì thôi khỏi, cứ để nguyên 900 tấm. Nhưng mà cái thuật toán hoặc là những cái technique cross validation nó sẽ làm cái việc đó là nó sẽ chia 900 tấm thành ra là 9 phần hay là 10 phần, cứ coi như 9 phần đi, mỗi phần là 100 tấm. Thì cái việc validation là nó sẽ training trên 8 phần bóc ngẫu nhiên và nó kiểm tra trên cái phần thứ 9. Rồi cái lần thứ 2 nó lại training trên 8 phần ngẫu nhiên và nó kiểm tra trên cái phần thứ 9. Và như vậy thì mình có nghĩa là mình không cần phải giảm cái bộ training set xuống từ 900 tấm còn là 800 tấm. Mà mình vẫn có 900 tấm để mình training. Nhưng mà mình vẫn làm được cái việc là validation thay vì là mình phải tách ra bỏ 100 tấm cho cái validation set. Thì lúc đó cái bộ training set mình chỉ còn có 800 tấm. Cái hình ảnh nôm na là như vậy, có nghĩa là với dữ liệu ít đó, thì mình sẽ dùng cái cross validation này. Và mỗi một ví dụ như 900 tấm mà mình chia thành 9 phần đó, thì mỗi một phần nó gọi là một cái fault, một cái cross validation fault. Vậy thì ý tóm lại, ý người ta nói đây đó, là nếu mình không shuffle đó, thì có một số bộ dữ liệu mình không shuffle thì kiểu như là sẽ có những cái fault mà nó chỉ có một vài loại này mà nó không có cái loại kia. Thì khi đó mình đem thì mình training rồi mình validate thì nó sẽ không được chính xác. Giống như cái bộ dữ liệu Iris Dataset mà các bạn có theo dõi mấy series khác thì mình có từng thấy qua đó. Thì nó có 150 tấm hình. Trong đó là 50 loại là hoa này, 50 loại là cái loại hoa kia, 50 loại cuối là cái loại hoa nọ, có 3 loại. Vậy nếu mình không shuffle đó, thì giả sử mình chia ra mà 3 fold và mình training trên 2 fold thì có phải là cái bộ training của mình lại có 2 loại hoa thôi. Mà cái bộ mà validation đó, tức là cái fold dành để mà validate đó, thì lại chứa cái loại hoa thứ ba, khi đó nó sẽ không có perform tốt, tức là nghĩa là trật lất hết. Do đó cái chuyện shuffle là cái chuyện quan trọng, nó tóm lại chuyện shuffle là chuyện quan trọng phải làm. Ngoài ra có một lý do nữa là một số thuật toán học tập á, nó rất là nhạy cảm với cái thứ tự của training instant, tức là cái thứ tự của các cái dữ liệu huấn luyện, và nó sẽ có cái hiệu suất là rất là kém nếu như mà nó thấy có nhiều những cái instant giống nhau liên tiếp chung một hàng. Ở đây mình hiểu là gì, kiểu như là lúc mà huấn luyện á thì nó thấy ví dụ như cái hình thứ nhất cũng là số 0, cái hình thứ hai cũng là số 0, cái hình thứ ba cũng là số 0. Rồi một lúc sau nó huấn luyện với một cái hình số 1, cái hình tiếp theo cũng hình số 1, cái hình tiếp theo nữa cũng hình số 1. Thì mình hình dung là nó không có được đa dạng trong quá trình nó huấn luyện gì đó. Mà mình muốn nó là bây giờ nó thấy hình số 1, nó phải dự đoán đúng hình số 1. Lần tiếp theo nó thấy cái hình số 9, nó phải dự đoán đúng hình số 9. Kiểu như là thay đổi liên tục, trong quá trình huấn luyện nó thay đổi liên tục. Nó phải giải những cái bài toán với những cái sample khác nhau. Chứ không phải một loạt những cái số 0 rồi một loạt cái số 1. Thì khi đó nó có hiệu suất nó không có tốt. Rồi thì cái hình này mình đã vừa thấy. Vậy thì bây giờ mình qua cái phần là mình training nó. Mà đầu tiên thì mình chỉ muốn training một cái binary classifier thôi, tức là làm thử một cái bài toán gọi là tạm gọi là đơn giản hơn, thay vì một cái bài toán gọi là multiple class classifier để nó thể đưa vô cho nó một cái hình thì nó dự đoán ra cái hình này là hình gì. Thì thôi bây giờ là training một cái model đơn giản hơn, cụ thể là mình sẽ train một cái gọi là file detector, là một cái model mình đưa cho nó một cái số
để nó dự đoán xem cái hình này có phải là số 5 hay không thôi. Chứ chưa phải là đưa cho nó cái hình rồi nó dự đoán xem cái hình này là hình số mấy. Đúng không? Thì cái này để mình được làm quen với cái gọi là binary classifier thôi. Bởi vì có nhiều cái vấn đề trong thực tế là mình sẽ deal với bài toán binary classifier. Ví dụ như chẩn đoán cái hình chụp x-quang của ông đó là có bệnh lao phổi hay không, hay là có khối u hay không, chứ không phải là mình muốn phân biệt cái hình đó là cái loại bệnh gì, đúng không? Hay là cái chỉ số xét nghiệm của ông đó thể hiện ông đó có bị tiểu đường hay không, yes or no thôi. Cho nên thông qua cái này thì người ta muốn rồi dạy cho mình về cái bài toán binary classifier đó. Đây, nó chỉ có thể, tức là nó có thể phân biệt giữa hai loại thôi, cái hình đó là số 5 hay là không phải số 5. Thành thử ra mình sẽ phải tạo một cái target vector cho cái bài toán này. Hiện giờ á, cái target vector của mình là những cái con số mang một trong 10 loại từ 0 đến 9, đúng không? Nhưng mà với bài toán binary classification đó, thì mình cái target value của mình muốn nó là 1 hoặc 0 thôi. Nếu mà cái hình đó là số 5 thì nó là mang số 1, còn không phải số 5 thì mang số 0. Cho nên mình phải sửa lại bằng cách mình tạo ra cái y-trend là như thế này. Thì cái dòng lệnh này mình rất là dễ hiểu, là mình lấy cái vector y-trend ra, là cái vector có mấy con số 5, 7, 9 gì đó. Thì cái việc mà làm như thế này á, cái kết quả là cái y-trend 5 mình sẽ có được là một cái vector mà nếu cái vị trí đó nó là số 5, đúng không? Mà như nãy mình nói cái vị trí đầu tiên là số 5 đó, thì trong cái vector y-trend 5 này thì vị trí đầu tiên nó sẽ là số 1. Rồi cái vị tiếp theo của cái y-trend là ví dụ như số 8 đi, thì kết quả trong cái y-trend 5 á, nó sẽ là số 0, tại vì nó không phải là bằng 5. Vậy thôi, tương tự như vậy với bộ test set là mình sẽ có được cái training set cho cái bài toán binary classification này. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái classifier. Nói chung là trong cái cuốn sách này mình chỉ sử dụng scikit-learn, Keras, TensorFlow thôi mà. Cho nên mình cái model nào mình cũng chỉ lấy ra từ trong cái thư viện của scikit-learn mình làm thôi. Nó khác với những cái khóa học khác, những cái cuốn sách khác mà mình sẽ biết cách build những cái này from scratch, mình hiểu tụi nó làm việc làm sao. Nhưng ở đây thì mình sẽ biết cách sử dụng những cái thư viện này để mình huấn luyện, nó sẽ có ngay cho mình những cái model. Vậy thì đầu tiên mình sẽ dùng cái gọi là stochastic gradient descent, biết tắt là SGD hay là stochastic GD, đầy đủ hơn là stochastic gradient descent classifier. Và trong cái scikit-learn nó là SGD classifier. Thì cái classifier này nó có cái khả năng đó là nó xử lý cái bộ dữ liệu lớn rất là hiệu quả. Đây là một cái điểm mạnh của nó ha. Và nó có được cái ưu điểm này bởi vì cái cách thức mà nó gọi là làm việc với training set đó, đó là nó sẽ xử lý một training sample mỗi lúc một cái. Mình hình dung là khi mà nó huấn luyện thì mỗi một lần á, là nó nhận vào một cái training instance, tức là một cái training sample, thay vì là một batch hay là một nhiều training sample. Thì mỗi lần nó training một cái. Mỗi lần training một cái có nghĩa là trong quá trình training á, mỗi lần nó nhận vô một cái, nó tính toán cái dự đoán của nó tính toán ra cái loss function, nó tính toán ra cái gradient, tức là đạo hàm của loss function đối với parameter của model, và nó dùng cái đó để nó sửa lại, rồi nó lại nhận vô cái training sample thứ hai, training sample tiếp theo, rồi nó đưa ra dự đoán, nó tính toán ra loss function, nó tính toán ra gradient và dùng gradient để nó sửa lại parameter của nó. Như vậy mỗi lần nó deal với một training sample thôi. Có những loại khác thì nó yêu cầu mỗi lần phải đưa vô cho nó một gói, một batch mấy chục cái đó. Do đó vì cái đặc điểm này nè, cho nên tại sao vì đặc điểm này mà nó có thể xử lý một cái bộ dữ liệu lớn một cách hiệu quả? Thì cái lý do là bởi vì mỗi lần nó nhận vô một training sample thôi, chứ không phải là nhận vô hết. Do đó cái dữ liệu nó lớn thì cũng nó đâu có care đâu, đúng không? Còn có những loại mà nó phải nhận vô nhiều đó, thì dữ liệu lớn nhận vô thì nó phải xử lý đồng loạt một cái bộ dữ liệu lớn thì nó sẽ không có hiệu quả, nó tính toán lâu. Còn đây thì do cách hoạt động của nó chỉ nhận vô một training sample mỗi lúc một cái thôi, one at a time nè, đúng không? Nên bộ dữ liệu có lớn nhỏ gì được kệ nó luôn, nó cũng không khe. Và cái điều này thì giúp SGD nó rất là phù hợp với online learning. Online learning là một cái khái niệm mà mình đã được học ở trong cái chương đầu tiên introduction đó, và mình sẽ còn gặp lại ở những cái phần sau. Thì đại khái online learning là khi một cái model nó đã được roll out ra rồi, kiểu như nó được phục vụ cho người dùng, cái khách hàng rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó học trong quá trình đó. Thay vì đối với batch learning là, hay là offline learning là mình huấn luyện nó xong mình đưa nó lên là nó ngồi đó nó dự đoán nó phục vụ người ta thôi chứ nó không học hành gì thêm nữa. Thì online learning nó vẫn tiếp tục nó học, và với dữ liệu mới thì nó tiếp tục nó được training. Rồi bây giờ mình import từ trong cái scikit-learn cái bucket linear model để mình import cái SGD classifier, rồi cũng random state bằng 42, là cái này mình đã biết mấy phần trước rồi. Ồ xin lỗi bạn, là nó giúp mình, nếu mình cũng có random state 42 thì mình sẽ gọi là reproduce được, tái hiện lại cái kết quả giống như của người ta thôi. Rồi gọi lệnh fit, bỏ vô cái bộ dữ liệu huấn luyện mà input value là x-trend, cái target value là y-trend, file fit xong cái là nó gọi là nó huấn luyện xong rồi đó. Bắt đầu có thể là dự đoán, đưa vô nó một cái array. Cái sum digit này là hồi nãy mình chuẩn bị rồi đó. Đây, nó là cái sample đầu tiên của cái bộ training set. Mình đích xem thử em nó dự đoán ra có phải đúng là số 5 hay không.
và kết quả nó xuất ra là đúng là số 5. Nghĩa là ok, classifier đoán cái số này là số 5. Như vậy thì trong trường hợp này á, là nó dự đoán đúng. Tuy nhiên mình cần phải đánh giá nó theo một cái cách gọi là bài bản hơn, thông qua những cái metric, chứ không phải là chỉ hỏi nó một vài câu thấy nó dự đoán đúng là mình cho rằng nó hay hoặc là tốt rồi đâu. Vậy thì mình qua cái phần performance measure. Nhưng mà trước đó mình dừng lại chút xíu, mình chạy những cái đoạn code ở trên. Rồi cái file Jupyter Notebook mà đi kèm với cuốn sách này, các bạn có thể tìm thấy ở trên Google Colab. Rồi các bạn search phần GitHub, search A. Geron, tên của tác giả. Rồi mình mở ra mình coi. Mỗi một chương là nó đi kèm một cái file như vậy đó. Rồi, nè, load bộ dữ liệu về nè, fetch cái bộ dữ liệu về nè. Từ đây cho thấy mình biết thêm cái tác giả của bộ dữ liệu này là Jan Lacan. Cái ông cũng dạng cái đa cái đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đó. Hiện giờ là đứng đầu cái ban nghiên cứu AI của công ty Meta đó. Một trong ba người cùng với Hinton, Joshua Banjo đạt cái giải mà tương đương với Nobel tin học. Ở đây cho mình biết cái đích, tức là cái bộ MNIST, cái key của nó. Thì hồi nãy trong sách người ta nói cái trả về từ cái fetch open ML function đó, nó là một cái object và vốn là một cái dictionary. Một số cái key như nãy người ta có nói sơ qua như description cho anh biết là cái bộ dữ liệu này là cái gì, đúng không? In cái description ra cho anh thấy nè, cái tác giả rồi cái mô tả sơ của nó nè. Ngoài ra nó còn có những cái key khác, data và target thì anh biết rồi, nó chứa dữ liệu. Nhưng còn cái category nữa, hay là target name, hay là feature name nữa. Rồi XE thì nó như vậy, đúng không? Shape, chuẩn bị cái function để mà mình plot cái digit ra. Tôi plot cái số khác coi, cái training sample. Các bạn nhớ bỏ vô số 10, tức là nó in ra cái training sample thứ 11 nha, số 3. Bây giờ mình xem cái label của nó. Nhớ nha, nếu như mà một cái bài toán khác, ví dụ như là huấn luyện hình chó, hình mèo gì đó, thì mấy cái label nó vẫn là mấy con số 0, 1, 2, 3, mà tương ứng với mấy cái loại. Cái hình đó là loại gì trong 10 loại. Cho nên khi mà model nó dự đoán ra thì nó cũng dự đoán ra cái index của class. Thì mình dùng cái index đó để mình dịch nó ra, tạm gọi là vậy, là nó tương ứng với cái loại gì. Rồi cái đoạn code này mình in ra hết 10 nhân 10, tức là 100 con số, mình coi thử nó là như thế nào. Chuẩn bị bộ dữ liệu train set và test set, rồi fit nó. Thì bây giờ mình dự đoán xem là có phải là nó ra được là 4 hay không nha. Tại vì cái hình này là số 3 thì nó không phải là số 5, cho nên nó phải dự đoán ra 4. Ok. Rồi bây giờ mình qua cái performance measure. Vậy thì ở đây người ta cho biết cái việc mình đánh giá một cái classifier, một cái model trong cái lĩnh vực, trong cái nhiệm vụ classification á, nó thường là nó làm hiểu là nó rắc rối hơn là mình đánh giá một cái regressor, tức là một cái model trong cái bài toán regression. Do đó là mình sẽ dành nhiều thời gian nói về cái vấn đề này. Vậy thì có nhiều cái performance measure, tức là có nhiều cái thước đo lắm. Cho nên pha cà phê đi rồi chuẩn bị học rất là nhiều những khái niệm mới, những cái thuật ngữ mới. Rồi các bạn pha cà phê đi, mình cũng có cà phê sẵn rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ đánh giá cái độ chính xác, cái chỉ số chính xác thông qua hoặc là sử dụng cái cross validation. Thì một cách tốt để mình đánh giá model là sử dụng cái cross validation, giống như ở chương 2 mình đã được làm quen rồi, hay như nãy mình cũng có nói sơ lại. Và mình sẽ dùng cái function cross validation score mà mình đã gặp ở chương 2 để mình đánh giá cái SGD classifier. Sử dụng cái k-fold cross validation với cái số fold là 3. Và hãy nhớ rằng k-fold cross validation có nghĩa là mình sẽ chia cái bộ training set ra thành k phần, ở đây là thành 3 phần, để rồi mình huấn luyện model 3 lần. Và mỗi lần thì mình giữ một bộ để dành cho evaluation. Như nãy mình có nói sơ lại cho các bạn nhớ về cross validation đó, đúng không? Ví dụ như mình có 900 cái training set, mình chia thành 9 phần, thì mỗi một lần mình sẽ bóc ra 8 phần ngẫu nhiên mình training, rồi mình validate trên cái phần thứ 9. Rồi lần tiếp theo mình lại bóc ra 8 phần ngẫu nhiên để mình training, mình validate trên cái phần còn lại, phần thứ 9. Và mình sẽ làm như vậy 9 lần. Còn ở đây k bằng 3 thì mình chia làm 3 phần, chia training set. Mỗi lần training mình bóc ra 2 phần ngẫu nhiên, để mình training xong thì mình validate trên cái phần thứ 3. Validate ở đây có nghĩa là kiểm tra cái performance của model đó. Thì tất nhiên là mình xài cái function cross validation score thì nó tự nó làm cho mình rồi, chứ mình hiểu cái lý thuyết nó làm gì ở trong thôi, chứ mình đâu có cần phải tự làm. Rồi, tương tự như phần trước, port cái cross validation score từ cái packet model selection. Xong chỉ việc gọi bỏ vô cái classifier mình cần làm, bỏ vô training set, số lượng cái fold là bằng 3. Cái tiêu chí nào là accuracy, thì kết quả thấy rằng nó là 95, 96, 96, là quá tuyệt vời, amazing. Nhưng tác giả cho rằng là trước khi mình cảm thấy quá hào hứng với cái kết quả đó, thì bây giờ mình thử xem thử một cái dummy classifier, là một cái thằng classifier mà khờ khạo đó, mà trong cái cách làm của nó đó là
nó đụng cái sample nào á, nó cũng gán cho một cái class là cái most frequent class. Mình hiểu nôm na đó là cái này giống như là một cái loại model mà người ta thiết kế theo kiểu để người ta phát hiện xem hoặc là để kiểm tra xem á, là cái kết quả của mình khi mà cái độ chính xác 95% á, thì nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không, bằng cách là người ta thiết kế ra cái dummy classifier này. Nói thiết kế chứ thật ra nó chỉ làm một cái việc là nhận vô cái training sample nào, nó cũng dự đoán ra cái class mà nó có cái số lượng nhiều nhất ở trong cái bộ dữ liệu, the most frequent class. Ví dụ như trong cái bộ training set của mình có tới 80% đi là những cái bệnh nhân không có bệnh. Mình đang nói ví dụ như là một cái bộ dữ liệu mà các cái bệnh nhân có bị tiểu đường hay không đó. Vậy thì cái model này nè, thôi mình lấy 99% luôn đi, tức là một cái bộ dữ liệu mà tới có 100 người thì tới 99 người là không có bệnh, mà có một người là có bệnh tiểu đường thôi. Vậy thì nếu như mà mình lấy cái bộ dữ liệu này mà mình kiểm tra trên cái dummy classifier đó, thì bởi vì cái thằng dummy classifier là nó nhận cái ông bệnh nhân nào nó cũng phán là không có bệnh, bởi vì không có bệnh là cái class mà phổ biến, thì mình có thể rất là dễ hiểu rằng đó, nó sẽ dễ dàng đạt được cái performance là 99%. Trong khi cái việc của nó làm là nó cứ phán ông nào cũng không có bệnh, ông nào cũng không có bệnh, ông nào cũng không có bệnh. Thì để mà mình thấy rằng à, với mấy cái bộ dữ liệu mà cái số lượng category của một loại mà nó dominate, nó mà vượt trội những loại khác đó, thì mình sẽ thấy xài cái độ chính xác nó không có, tức là cái không mình xài cái chỉ số accuracy nó không phải gánh được cái chất lượng model, bởi vì một cái thằng dummy classifier mà vẫn dễ dàng đạt được một cái độ chính xác rất cao, thì ông đạt cái độ chính xác cỡ đó thì chưa chắc là ông đã tốt, đúng không? Ở đây người ta bắt đầu là, thì trong cái bài toán của mình á, cái most frequent class chính là cái negative class, đúng không? Bởi vì trong cái bộ dữ liệu của mình thì nó có 10 loại chữ số, nhưng rồi mình chuyển thành cái bài toán binary classifier đó, thì phần đông nó sẽ là những cái chữ số không phải là số 5, chỉ có một phần nhỏ là chỉ số là số 5 thôi. Rồi mình khởi tạo nó ở trong cái packet là dummy. Như vậy ở trong cái packet này còn nhiều cái dummy khác nữa, dummy regressor rồi nữa. Khởi tạo nó, fit nó luôn, vẫn fit đàng hoàng. Nhưng thật ra lúc chắc fit này chẳng làm gì hết á. Vậy lúc predict hoặc là trong lúc fit này chắc là chỉ tìm ra xem thằng nào là có cái số lượng đông nhất thôi. Rồi predict ra nè. Hoặc là cross validation score với cái model này thì mình thấy nó đạt cái performance tới 90%, đó, thấy không? Một cái model mà dummy như vậy cũng dễ dàng đạt được một cái độ chính xác rất cao. Và mình có thể hiểu 90% là bởi vì trong 10 cái class ban đầu của bộ dữ liệu MNIST, thì trong đó mình hiểu rằng trong đó nó có 10% là số 0, 10% là số 1, 10% là số 9. Cho nên khi mình chuyển nó thành cái bài toán binary, tức là mình chuyển cái target đó, thì trong đó, trong cái vector mà y đó, nó sẽ có 10% là true, tức là 10% là cái hình đó là số 5, và 90% còn lại là không phải là số 5. Như vậy cái model này đơn giản nó chỉ predict ra là không phải số 5 thì nó sẽ dễ dàng đạt được độ chính xác 90%. Thì ở đây tác giả hài hước cho thấy rằng đó là với một cái dummy classifier mà nó có thể dễ dàng đạt 90% độ chính xác thì nó còn hơn cả nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus nữa. Vậy thì cái này minh họa cho một cái sự kiện hoặc một cái sự thật. Đó là cái độ chính xác đó thường nó không có được kiểu như không có được ưa chuộng lắm khi mà mình muốn đo lường cái năng lực của một cái classifier. Nhất là khi mình phải đối mặt với một cái bộ dữ liệu có cái tính chất là skewed, nó bị lệch, nó bị không có cân bằng. Ví dụ như khi một số cái class, một số cái loại trong đó thì nó lại có nhiều hơn hoặc chiếm số đông hơn là những loại khác. Giống như mình đang lấy ví dụ là cái bộ dữ liệu có phần lớn là những người không mắc bệnh, hay là ở trong đây là phần lớn những cái sample không phải là số 5, thì mình sẽ đánh giá tốt hơn cái performance của một cái classifier bằng cách là sử dụng cái confusion matrix. Mình xem thử confusion matrix là sao. Thì trước đó nó có một cái phần nói thêm về cái việc mình triển khai cái cross validation. Thì ở đây đại khái là đôi khi mình muốn gọi là có sự kiểm soát tốt hơn những gì xảy ra ở trong quá trình cross validation, thay vì là mình cứ để mặc định cho thằng scikit-learn nó làm gì để làm, thì kiểu như mình muốn custom cái chuyện đó vậy. Thì trong trường hợp này mình có thể tự mình implement cái cross validation. Thì ở đây là mình được cho xem một cái ví dụ mình có thể tự làm như vậy. Trong đó mình sử dụng cái stratify k-fold từ cái packet model selection của scikit-learn. Dưới đây có nói cái stratify k-fold trước nè, là nó làm cái nhiệm vụ là stratify sampling. Cái này mình đã được thấy ở trong cái chapter 2 rồi. Nó giúp mình á, là tạo ra một cái bộ, giống như bây giờ mình có bộ training set có 10 cái loại chữ, đúng không, 10 loại ký tự. Thì cái này nó giúp mình lấy ra một bộ ở trong cái bộ đó,
nhưng làm sao đảm bảo rằng ở trong đó cái tỷ lệ các cái class đó, nó vẫn là bằng nhau, chứ nó không có phải là không phải là bằng nhau, nhưng mà nó sẽ vẫn bằng giống như cái tỷ lệ ban đầu ở trong bộ training set. Và trong trường hợp này, trong cái bộ training set đó, cái tỷ lệ của nó là bằng nhau, có 10% là số 0, có 10% là số 1. Vậy thì khi mình lấy một cái bộ con ở trong đó ra, thì cái stratify k-fold này nó giúp mình vẫn giữ được cái tỷ lệ như vậy, chứ không phải là mình lấy ra xong thì nó lại có nhiều số 0 hơn là số 1. Đó, mình không có muốn như vậy, đúng không? Rồi, mình xem đoạn code này làm gì. Ở đây mình thấy là khởi tạo cái stratify k-fold với số split là bằng 3. Xong rồi, mình gọi lệnh split, bỏ cái training set vô. Vậy thì mình hiểu rằng là bên trong nó sẽ chia cái bộ training set của mình ra 3 phần, sao cho đảm bảo mỗi phần nó đều có cái tỷ lệ các class giống nhau, đúng không? Có 3 phần. Như vậy thì bây giờ nó lấy 2 phần là nó để cho cái chuyện mình huấn luyện, và một phần để cho cái chuyện mình validate hay là mình kiểm tra. Nhưng mà nó trả cho mình dưới dạng là những cái index của các cái sample đó. Rồi đại khái vậy nè, ví dụ như cái này á là cái bộ dữ liệu huấn luyện nè, đương nhiên trong đó nó có cả x và y, nó phải một cặp chứ. Thì cái này là bộ dữ liệu huấn luyện training dataset, đúng không? Cái thằng k-fold này á, trong cái lệnh split này đó, và khi mình khởi tạo với n split bằng 3, gọi lệnh split, thì nó sẽ chia cái bộ dữ liệu của mình ra làm 3 phần, phần 1 phần này, 2 phần thứ nhất này, phần thứ hai này, phần thứ ba này. Và nó sẽ đảm bảo cho mình đó, trong mỗi một cái phần đó là số lượng cái class là nó phải được giữ giống như tỷ lệ ban đầu. Chứ không có chuyện là trong cái class này, xin lỗi bạn, trong cái bộ này nè, trong cái phần này thì có nhiều cái số 0 hơn là số 1. Không có vậy. Nó phải vẫn đảm bảo cái tỷ lệ. Rồi, vậy thì nó trả ra cho mình cái gì? Thì lần thứ nhất á, nó trả cho mình cái ID của mấy thằng ở trong bộ thứ nhất, phần bộ thứ hai này nè. Nhớ là cái ID chứ không phải là mấy thằng đó nha, chỉ là lấy index của mấy thằng đó trả ra thôi. Nhưng mà gọi là trend index á, là sẽ chứa mấy thằng ở trong bộ thứ nhất và bộ thứ hai, nghĩa là trend. Còn cái test index đó là cái này nè, thì sẽ chứa index hoặc là ID của mấy thằng trong cái bộ số 3. Thì đó là lần thứ nhất. Cái lần thứ hai thì nó lấy ID của cái thằng ở trong bộ số 1 và bộ số 3 để vô trong cái trend ID này. Còn cái test thì lấy ID của mấy thằng ở trong bộ số 2. Lần thứ ba thì 2 với 3, và cái này thì là số 1, được chưa? Như vậy mình có 3 cái gọi là cái lần, gọi là 3 cái bộ combo. Thì với mỗi một cái bộ như vậy, cho nên mình mới iterate ở trong 3 cái kết quả chia đó. Thì mỗi cái như vậy thì mình đầu tiên phải clone cái SGD classifier ra, giống như mình copy một cái vậy đó. Xong rồi, mình mới lấy dữ liệu ra. Lại cái này nó chỉ là ID thôi mà. Mình mới lấy dữ liệu ra. Đó, bỏ cái ID vô trong cái extract này để lấy cái dữ liệu ra, cũng như là lấy cái label ra. Cái test cũng vậy, cũng phải lấy dữ liệu ra dựa vào cái ID này, đúng không? Để mình có được cái dữ liệu. Sau đó là mình mới fit, tức là train cái model đó, cái model clone đó trên cái bộ dữ liệu này, và mới kiểm tra lại trên đây. Thì kiểm tra đó chính là gì? Mình train xong, tức là mình fit xong, thì mình cho nó predict những cái thằng ở trong cái bộ test, xem thử cái giá trị mà prediction của nó đó nó khớp được bao nhiêu phần trăm so với lại thực tế. Thì mình ghi nhận được là cái accuracy. Rồi lần thứ hai cũng tương tự như vậy. Rồi lần thứ ba cũng tương tự như vậy. Tới đây thì các bạn cũng đã biết về cái bộ dữ liệu MNIST. Rồi mình train một cái binary classifier sử dụng cái stochastic gradient descent classifier của scikit-learn. Rồi mình đánh giá nó với cái cross validation. Nhưng mình thấy rằng cái performance của một cái dummy model nó cũng dễ dàng đạt được cái hiệu suất rất là cao. Do đó mới gặp một cái vấn đề, đó là việc mình đánh giá một cái model classifier mà sử dụng cái thước đo accuracy ấy, thì nó không có được hiệu quả lắm, nó không được chính xác lắm. Dẫn tới là mình phải sử dụng những cái thước đo khác, cụ thể là confusion matrix mà mình sẽ gặp nhau ở cái video tiếp theo. Thì so với những cái video khác trong series này thì nó hơi ngắn, nhưng mà mục đích là để cho mình giảm cái thời gian chờ đợi giữa các cái video, cũng như là các bạn học một video mà nó bớt dài ấy, thì nó đỡ ngắn hơn. Vậy thì mình xin kết thúc cái video này ở đây, và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.